Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái băng ngọc của Hayate ở mùa mới này. Thì khi chơi Hayate á, thì mình có hai cái băng ngọc để mà mình lên cho vị tướng này. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ hai cái băng ngọc luôn. Một cái băng ngọc mình sẽ dùng cho tốc đánh và một cái băng ngọc mình sẽ dùng cho chí mạng, hút máu, công vật lý. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái băng ngọc thứ hai. Rồi sau đó mình sẽ nói băng ngọc thứ nhất luôn nha. Thì đầu tiên, đối với 10 viên ngọc đỏ, mọi người hãy lên cho mình là tỷ lệ chí mạng. Tỷ lệ chí mạng là 1,6%, 3 viên nha. Còn 7 viên còn lại đó, thì mình sẽ lên là tỷ lệ chí mạng là 0,5% và tốc đánh là 1,6%. Cái này hơi nhỏ, mình chỉnh lớn hơn xíu mọi người. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím, thì mình sẽ lên là công vật lý cộng 1,6, mình sẽ lên là 6 viên. Còn 4 viên còn lại mình sẽ lên là hút máu 1,6% nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh. 10 viên ngọc xanh mình sẽ lên công vật lý là cộng 0,9, chiên giáp là cộng 6,4, mình sẽ lên 10 viên nữa. Thì cái băng ngọc này sẽ có công vật lý cộng 18,6, tỷ lệ chí mạng là cộng 8,3%, chiên giáp là cộng 64, hút máu là cộng 6,4%, tốc chạy là cộng 6% và tốc đánh là cộng 11,2% nha. Thì cái chỗ này á, thì mình chỉ giảm cho nó bằng tốc đánh, tốc chạy một chút thôi. Tốc đánh nhưng mà cái được cái là công vật lý nè, tỷ lệ chí mạng và hút máu nó có, nó cao. Thì chơi nó cũng ok mọi người, nó rất là tốt. Còn không á, thì mọi người muốn chơi cho nó độ cơ động cao á, thì mọi người chơi theo kiểu này nha. Tại vì cái vị tướng Hayate là cái độ cơ động nó cực kỳ là cao rồi, nên là mình cũng không nhất thiết là lên độ cơ động cao. Mình dùng bản ngọc thứ nhất không à. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc thứ hai luôn để mọi người chơi cho nó thích cái bản ngọc nào thì mọi người chơi ngọc đó nha. Thì bản ngọc thứ hai á, thì mình sẽ lên tốc đánh và tỷ lệ chí mạng là 10 viên ở ngọc đỏ nha. 10 viên. Còn ngọc tím á, thì mình sẽ lên tốc đánh và tốc chạy. 10 viên. Còn ngọc xanh á, mình sẽ lên công vật lý và xuyên giáp 10 viên. Đó, nhưng mà mình không có dùng bản ngọc này nha mọi người, mình ít dùng lắm. Nhưng mà chơi được á. Nếu bản ngọc này khi mà tem bạn mà máu mỏng á thì mình hay dùng bản ngọc này, còn tem bạn máu máu hơi trâu á thì mình dùng cái bản ngọc thứ nhất để mình chia sẻ mọi người nha. Tại vì cái bản ngọc nó tới 25% tốc đánh lận, nhưng mà tỷ lệ chí mạng nó chỉ 5% thôi. Công vật lý thì chính thôi, là nó chỉ thích hợp dùng cho đánh với tem bạn là máu mỏng. Còn máu nó trâu mình đánh nó không thốn, tuy tốc đánh mình cao nhưng mà đánh nó không thốn thôi mọi người. Tiếp theo là cái phần trang bị nha, thì mình sẽ đi trang bị đầu tiên. Trang bị đầu tiên á, thì mình lên chiếc giày vô mục, và món thứ hai mình sẽ lên cái món cong, cái gương sấm sét nha mọi người. Món thứ ba thì mình lên cái nanh nè, cái kiếm Vanish nha. Món thứ ba để tăng tốc đánh cho vị tướng này và công vật lý hút máu luôn. Thì khi chơi Hayate thì thường mình lên cái món này không mà, đặc biệt những vị tướng mà cần tốc đánh đó, là lên cái nanh Vanish này nè, cái kiếm Vanish, xóa ghi mọi người nha, kiếm Vanish nha. Món thứ tư thì là thanh kiếm, và món thứ năm mình lên cái này nè, phải lên cái ghiệu mọi người. Cái này rất là quan trọng, tại vì cái này á, lên đánh trúng tướng địch á thì nó chỉ có lết đết thôi, nó làm chậm rất là cao. Cuối cùng á, thì mình lên cái nhâm thuẫn nha. Đó, đây là phần trang bị nha. Còn cái phần phù hiệu á, thì ở đây mình chọn hai cái phù hiệu, một á là cái tinh linh, còn hai cái là mình chọn cái phù hiệu đầu thai. Thì đầu hiệu đầu thai mình chia sẻ mọi người luôn, đầu hiệu tái chuyển sinh đó mọi người. Đây, đầu thai dưới đây á, thì màu đỏ nha, tăng CT màu đỏ luôn, tăng CT đó. Thì đây là cái phù hiệu dành cho Hayate. Rồi, cái phần chia sẻ về bản ngọc Hayate đây là hết nha. Mình là xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người vào các video tiếp theo nha.